Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Các bạn từng xem kênh thì chắc hẳn cũng đã biết câu chuyện của Spinosaurus, được tìm thấy vào năm 1911, được mô tả và đặt tên vào năm 1915. Tuy nhiên, trong chiến tranh thế giới thứ hai thì một trận ném bom của quân đồng minh ở Munich đã phá hủy hoàn toàn mẫu định danh của Spinosaurus, gây khó khăn rất lớn cho việc tìm hiểu con khủng long này về sau. Thế nhưng Spinosaurus không phải là khủng long duy nhất có mẫu vật bị phá hủy trong trận không kích năm đó. Cùng chung số phận là mẫu vật của một theropod lớn khác, Bahariasaurus, một sauropod là Egyptosaurus, cá sấu cổ đại Stomatosuchus, và có tầm quan trọng không kém Spinosaurus, đó chính là mẫu định danh của Carcharodontosaurus, chi khủng long mà chúng ta vẫn gọi bằng cái tên tiếng Việt dị long răng cá mập. Vậy thì câu chuyện của dị long răng cá mập Carcharodontosaurus đã diễn ra như thế nào? Vậy điều gì đã xảy ra với chi khủng long này sau trận không kích năm đó? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá nha! Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Tháng 4 năm 1914, trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, nhà cổ sinh vật học người Áo Hung Richard Bancroft đang miệt mài làm việc để khai phá những bí mật của sự sống cổ xưa trên những miền đất sa mạc đầy cát, nắng và gió của xứ Ai Cập. Bancroft đã làm công việc thu thập hóa thạch dưới sự chỉ đạo của nhà cổ sinh vật học lừng danh người Đức Ernst Stromer hơn chục năm. Họ vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn thân, và cả hai đã có những phát hiện lớn cùng nhau. Một trong số đó chính là Spinosaurus aegypticus. Stromer sau đó đã trở về Đức vào năm 1911 để tiến hành công việc nghiên cứu, và Bancroft thì vẫn tiếp tục đào bới để tìm thêm hóa thạch. Trong một ngày đầu tháng 4 năm 1914, tại khu vực ốc đảo Bahariya ở Ai Cập, trong lớp đá xếp vôi có niên đại thuộc tầng Cenomanian khoảng 100-94 triệu năm trước, Bancroft lại tìm thấy bộ xương hóa thạch không nguyên vẹn của một con khủng long lớn, có thể nói là gần tương đương với mẫu vật Spinosaurus mà ông và Stromer đã tìm thấy trước đó. Bộ xương bao gồm xương sọ, răng, ba đốt sống cổ và một đốt sống đuôi, xương chậu không nguyên vẹn, một móng vuốt, cặp xương đùi và một xương mác bên trái. Đương nhiên là Bancroft cũng ngay lập tức đưa những mẫu vật này đến Đức để Stromer lập tức nghiên cứu, nhưng điều đó là không thể, bởi lúc đó Ai Cập đang là thuộc địa của Anh, trong khi Anh và Đức nằm ở hai phe đối địch trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Bancroft cũng nằm trong diện theo dõi của người Anh, do gốc gác của ông cũng như mối quan hệ với các nhà khoa học Đức trước chiến tranh, đồng thời bị hạn chế việc thu thập hóa thạch. Nguồn thu nhập chính bị mất, trong khi bản thân thường xuyên mắc bệnh, người đàn ông khắc khổ Bancroft cuối cùng đã qua đời trong cảnh nghèo khó vào năm 1916 và không thể tận mắt chứng kiến những hóa thạch mà ông tìm thấy được chuyển đến tay người bản thân Ernst Stromer. Phải 4 năm sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1922, những hóa thạch của loài khủng long mới do Bancroft tìm thấy mới được vận chuyển bằng đường biển đến Đức. Stromer vẫn chính là người mô tả những mẫu vật này. Trong quá trình nghiên cứu, ông nhận thấy răng của loài khủng long này trùng khớp với hai chiếc răng từng được khai quật tại Algeria thuộc Pháp vào năm 1924. Năm 1925, hai nhà địa chất người Pháp là Charles de Perret và Justin Savonin đã xác định rằng đây là răng của một loài khủng long chân thú mới, được họ đặt tên là Megalosaurus sahariicus. Chắc các bạn sẽ thắc mắc đôi chút về cái tên Megalosaurus sahariicus, bởi nó trùng với tên chi khủng long đầu tiên đã được William Buckland mô tả và đặt tên vào năm 1824. Cần biết rằng, vào đầu thế kỷ 20 thì số lượng các chi và loài khủng long được khám phá chưa nhiều, hiểu biết của chúng ta về khủng long cũng còn rất hạn chế, nên sự phân loại và phân tích phát sinh loài cũng không rõ ràng. Thế nên mới sinh ra một thể loại danh pháp gọi là danh pháp thùng rác. Nghĩa là mẫu vật hóa thạch đó nếu không biết xếp vào đâu thì cứ cho hết vào cái danh pháp thùng rác này, và Megalosaurus là một danh pháp như thế. Do hai chiếc răng này được tìm thấy trong phạm vi sa mạc Sahara, nên chúng được gán cho danh pháp hai phần đầy đủ gồm tên chi và tên loài là Megalosaurus sahariicus. Stromer sau khi nhận thấy sự trùng khớp thì quyết định bảo lưu tên loài sahariicus. Tuy nhiên, việc có nhiều thành phần của bộ xương hơn ngoài những chiếc răng đã giúp Stromer nhận thấy đây là một chi khác với Megalosaurus. Ông đã dựa trên hình dạng của những chiếc răng vốn trông khá giống răng của cá mập trắng lớn để dựng lên một chi khủng long hoàn toàn mới, Carcharodontosaurus, có nghĩa là thằn lằn răng cá mập trắng lớn. Tên loài thì đã được bảo lưu nên chúng ta có danh pháp hai phần là Carcharodontosaurus sahariicus. Mẫu vật được lưu giữ tại bảo tàng cổ sinh vật học Munich, và như những gì đã diễn ra, nó đã biến thành tro bụi trong trận không kích của quân đồng minh vào năm 1944. Chỉ có một tiêu bản nội tâm mạc được làm trước đó của hộp sọ Carcharodontosaurus là còn giữ được, trở thành di vật duy nhất của mẫu định danh còn sót lại. Phải đến tận năm 1995, những hóa thạch mới của Carcharodontosaurus mới được tìm thấy. Tại Maroc thì nhà cổ sinh học Paul Sereno cùng các cộng sự đã phát hiện một hộp sọ không hoàn chỉnh được tin là của Carcharodontosaurus. Dù tồn tại một số khác biệt, các nhà cổ sinh vật học cho rằng đó là do những hư hỏng trong quá trình hóa thạch, và chiếc hộp sọ này được coi là mẫu định danh mới của Carcharodontosaurus sahariicus. Đến năm 2007,
Cereno cùng nhà cổ sinh vật học trẻ Steve Bruzat lại dựng lên một loài mới thuộc chi Carcharodontosaurus dựa trên các mẫu vật được khai quật từ Niger, đó là Carcharodontosaurus iguidensis. Tuy nhiên, sự xác định này vấp phải sự nghi ngờ của một số nhà nghiên cứu khác và tính hợp lệ của loài mới này sẽ cần phải được xem xét lại trong tương lai. Trước đó thì Unstrommer đã căn cứ vào sự độc đáo của Carcharodontosaurus để thành lập một họ khủng long mới, đó là họ dị long răng cá mập Carcharodontosauridae. Và về sau, nhiều chi và loài khủng long tương tự đã được thêm vào họ này, trong đó có những gan thịt khổng lồ như Mapusaurus, Tyrannotitan và Giganotosaurus. Quá trình phân tích phát sinh loài sau này xếp họ dị long răng cá mập vào siêu họ quái dị long Allosauridae, và đó cũng là lý do mà chúng ta có cái tên dịch sang tiếng Việt là dị long răng cá mập. Hoặc nếu thích thì bạn cũng có thể dùng tên Hán Việt là sa sĩ long, trong đó sa nghĩa là cá mập, còn sĩ là răng. Vậy các Carcharodontosaurus đại diện cho những đặc trưng gì của họ dị long răng cá mập? So với Tyrannosaurus, đại diện của họ bào long muốn sở hữu một hộp sọ to lớn với cấu tạo đủ sức nghiền nát xương của con mồi, thì hộp sọ của các Carcharodontosaurus nhẹ hơn và hẹp hơn. Hộp sọ của các kha cũng hẹp dần về phía trước, tạo thành hình tam giác rõ rệt hơn hộp sọ của Tyrannosaurus. Ngoài ra thì cửa sổ trước hốc mắt của các Carcharodontosaurus cũng như các thành viên khác cùng họ rất lớn, có thể chiếm đến 30% chiều dài của hộp sọ. Lỗ mũi của các kha cũng dài và hẹp hơn lỗ mũi của Tyrannosaurus. Điểm giống nhau lớn nhất giữa các Carcharodontosaurus và Tyrannosaurus có lẽ là chi trước đã thu nhỏ. Mặc dù chưa tìm thấy hóa thạch chi trước của các kha, chúng ta đã biết điều này thông qua các loài họ hoàng khác của chúng. Và cũng giống như Tyrannosaurus hay các theropod lớn khác, chúng sở hữu đôi chân to khỏe để chống đỡ thân hình khổng lồ. Xương đùi mẫu định danh của Carcharodontosaurus dài 1,26m, còn xương mác dài 88cm. Để so sánh thì xương đùi của Sue the T-Rex dài 1,43m. Và dĩ nhiên, nói đến dị long răng cá mập thì phải nói đến răng của chúng. So với răng của T-Rex, răng của Carcha mạnh hơn nhưng sắc hơn, giống những lưỡi dao và giống với răng cá mập. Dù về hình dạng tổng thể thì trong khi răng của cá mập có dạng tam giác cân, thì răng của Carcha vẫn là kiểu răng hơi cong ở phía sau của khủng long theropod. Trên hai cạnh của răng có những răng cưa khiến cho người ta liên tưởng đến một con dao cắt bít tết, đương nhiên là rất lợi hại trong việc cắt thịt của con mồi. Dù vậy thì độ mảnh của những chiếc răng này khiến các nhà cổ sinh vật học không tin rằng chúng có thể nghiền xương tốt như răng của T-Rex, khả năng bị hư hỏng trong quá trình săn mồi và ăn thịt con mồi cũng cao hơn. Nhưng có lẽ đó không phải là vấn đề quá lớn vì khủng long như Carcha có tốc độ thành răng rất nhanh. Từ những hóa thạch đã tìm thấy, cái ước tính về kích thước của Carcha cho thấy đây là một con khủng long ăn thịt khổng lồ. Mẫu định danh có thể dài hơn 10m. Trong khi đó, mẫu định danh mới được tìm thấy năm 1995 có thể dài đến hơn 12m, cân nặng có thể từ 5 đến 7 tấn. Điều này khiến Carcha trở thành khủng long săn mồi lớn thứ nhì châu Phi, có lẽ chỉ sau Spinosaurus, và đương nhiên là cũng nằm trong top khủng long săn mồi lớn nhất từng tồn tại trên thế giới. Về hệ sinh thái thì Carcha được cho là sống cùng niên đại và địa bàn với những con khủng long săn mồi đáng sợ khác như Spinosaurus, Dentaromius và có thể là cả Barihasaurus nữa. Kích thước to lớn của Carcha giúp nó tạo mối đe dọa với những kẻ cạnh tranh. Các nghiên cứu cho thấy, môi trường sống của Carcha cùng các giống loài cùng thời là một môi trường duyên hải, với kỳ đức chiếm một tỷ lệ lớn trong hệ thực vật, nhiều sông nước và bãi bồi. Khí hậu có thể giống với các vùng hạ nhiệt đới và nhiệt đới ở các nước hạ Sahara và Đông Nam Á ngày nay, chịu ảnh hưởng rõ rệt của gió mùa. Những con sông có thể chứa nhiều cá lớn, thu hút và tạo điều kiện cho sự phát triển của các loài bò sát dạng cá sấu hay rực long. Trên cạn thì khủng long ăn thực vật cũng xuất hiện nhiều như Paralititan, Egyptosaurus, Rebashisaurus. Với thực đơn đa dạng phong phú và dồi dào như vậy thì giữa Carcha với các loài khủng long săn mồi khác có lẽ đã có sự phân chia ngách sinh thái để cùng nhau tồn tại. Trong đó chẳng hạn như Spinosaurus thiên về thực đơn dưới nước hơn, còn Carcha thì thiên về thực đơn trên cạn hơn. Vậy liệu có trường hợp nào Spinosaurus phải đối đầu với Carcharodontosaurus không? Trong bộ phim tài liệu Planet Dinosaur vào năm 2011, các nhà làm phim từng tái hiện một cuộc đấu để giành xác con mồi giữa Spinosaurus và Carcha, đồng thời cũng đề cập đến chi tiết năm 2008. Người ta đã khai quật được một đốt sống Spinosaurus có phần gai đã bị cắn gãy làm đôi, và họ cho rằng thủ phạm của vết thương này có thể là một con Carcha, đối thủ có lẽ là mạnh nhất của Spinosaurus vào thời điểm đó. Khá thú vị, nhưng không ai dám chắc nó có phải là điều thường xuyên diễn ra hay chỉ là một cuộc đối đầu tình cờ thôi. Vừa rồi là lịch sử và vài điều thú vị về Carcharodontosaurus, loài khủng long ăn thịt hùng mạnh nhất châu Phi từng tồn tại 100 triệu năm trước. Hy vọng các bạn thấy thích video và đừng quên tặng cho kênh một đăng ký nha. Xin cảm ơn vì sự theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.